Đường vào Nông Pênh. Số 7. Tác giả Bùi Cát Vũ. Một ông cụ trạc 70 tuổi, gầy gò, khổ sở, bỗng dưng nói tiếng Việt rất sõi, dùng nhiều từ ngữ rất cổ. Mấy ông ơi, tôi nói thiệt, tôi là người Việt mình. Tôi ở Mộc Hòa, lên đây mần ăn hơn 50 năm rồi. Tôi có vợ Miên đẻ 6 đứa con, một bầy cháu, 4 năm nay tôi không dám nói tiếng Việt. Miên Hồ Nhi là Việt, Miên Lai Việt, nó cũng giết chết. Con cháu tôi chết hết rồi, còn hai thằng con trai nó đem đi đâu mất. Nó nói nó giết cho tiệt cái giống ruồn đi. Dân trong phum này phum khác biết tôi là gốc Việt mà chưa từng nói với nó đâu. Trong lòng tôi thấy sáng thêm điều mà tôi đang tìm hiểu lâu nay. Tại sao Pol Pot in Syria tự tiêu diệt dân tộc mình? Thì ra là như thế. Chúng âm mưu tiêu diệt cả ba dân tộc Việt Nam, Campuchia và Lào. Trong lúc chúng nói chỉ cần 1 triệu người để xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Campuchia, thì ở Bắc Kinh cũng có người quyền uy tối thượng bảo rằng ông ta sẽ làm lãnh tụ chỉ huy mấy trăm triệu nông dân Trung Quốc tiến xuống phía Nam. Đất đai Campuchia, Lào, Việt Nam mà chứa một vài triệu dân thì còn quá rộng, rồi cả vùng Đông Nam Á nữa. Thế giới có biết chuyện này không? Trước cảnh tượng đêm nay bên dòng sông Cửu Long như sợi dây thiêng liêng gắn bó buộc ràng giữa ba dân tộc, tôi chợt nhớ thơ Đồ Triều qua khí phách Lục Văn Tiên. Nay đã rõ đặng nguồn cơn, nào ai tính thiệt sơ hơn làm gì. Có câu kiến ngãi bất vì, làm người giường ấy cũng phi anh hùng. Huống chi thưa vong linh cụ Đồ Triều, đây không phải là một nàng Nguyệt Nga, một cô Kim Liên, mà là một dân tộc, hay đúng hơn là ba dân tộc anh em. Chắc cụ Đồ cũng vui lòng khi cụ biết rằng tuy còn phải sống bằng mì, khoai nhiều hơn là gạo, thế mà nhân dân đã dành dụm dự trữ lúa gạo để cứu đói cho hàng triệu người Campuchia. Thấy bà con gầy gò, bùng beo rách dưới quá, rách đến độ các cô gái không dám đứng dậy. Cô Xà Vây và anh Tư Sen đã sang sông lấy vải, sẵn bàn máy, may xà rông cho phụ nữ, may quần đùi cho đàn ông và lấy gạo phát cho dân. Có mấy cô gái kéo Xà Vây ra một chỗ thầm thì những gì không rõ. Lát sau, Xà Vây trở lại, báo là trong phum bà con còn giấu một đống súng, còn để 5 người giữ trong đó, và Xà Vây đề nghị tổ chức cho phum một đội quân tự vệ. Trở về sở chỉ huy đã gần 3 giờ sáng, mà nhân viên trong bộ tham mưu, không kể là tác chiến hay quân lực, đang bò ra can bản đồ thành phố Phnom Penh để kịp phát cho các đơn vị. Anh Tám Danh và anh Phùng đã chuẩn bị xong tình hình địch và phương án hành quân tác chiến. Anh Ba Bì cũng vừa đến. Anh Đáng trinh sát báo cáo với chúng tôi tình hình địch vừa nhận được. Sư đoàn 260 địch điều khiển từ Krache về bảo vệ Phnom Penh, hiện bố trí phòng thủ cầu Moni Vong và phía nam dọc theo đường 120 km. Trung đoàn 180 vẫn bảo vệ bộ tổng tham mưu. Trung đoàn 331 của sư đoàn 502 không quân bảo vệ sân bay Pochentong. Sư đoàn 152 thủy quân lục chiến có một trung đoàn bảo vệ trên sông và căn cứ hải quân Trui Chang Va. Ngoài ra còn một số lực lượng giữ nhà của sư đoàn 377 xe tăng thiết giáp, sư đoàn 188 pháo binh và một bộ phận công binh được phân công bố trí chiến đấu bảo vệ khu vực hậu ký từ ga xe lửa ra đến sân bay Pochentong. Hôm kia, ngày 5 tháng 1, nó gom cố vấn Trung Quốc về Phnom Penh. Hôm qua, 6 tháng 1, nó ra lệnh đốt tài liệu và có nhiều máy bay đi lại giữa Pochentong và Bangkok. Chúng ra lệnh phá cầu trên các đường dẫn vào Phnom Penh và tích cực đánh ngăn chặn, đánh du kích phía sau ta. Anh Hoàng, phó chủ nhiệm hậu cần binh đoàn, cũng vừa từ Svay Riêng đến,
Anh báo cáo là quần áo, lương khô, xăng dầu bảo đảm đủ cho các đơn vị, nhưng xe còn kẹt phía sau chưa qua phà được. Anh cho biết 25 xe tăng cấp trên tăng cường còn ở bên kia cầu Cha Bét, anh em chưa dám qua vì sợ sập cầu. Chúng tôi cùng với các cơ quan nghiên cứu lại mọi mặt tình hình, chuẩn bị cho cuộc hội nghị giao nhiệm vụ và tổ chức hiệp đồng chiến đấu lần chót vào rạng sáng hôm nay. Sáng ngày 7 tháng 1 năm 1979, cuộc hội nghị hiệp đồng lần cuối vừa xong, trời cũng vừa sáng. Lần họp này có đủ tiểu đoàn trưởng và chính trị viên của 7 tiểu đoàn thuộc Binh đoàn 1 Quân đội Nhân dân Cách mạng Campuchia. Nhà văn Nguyễn Chí Trung gọi là cuộc hội nghị ghi nhớ một đời. Anh cứ theo các đồng chí cán bộ Campuchia đặt xin trước các tấm bản đồ Nông Penh khi nào các đồng chí ấy sử dụng xong. Chúng tôi rủ nhau ra sông tắm rửa để thay quần áo. Chúng tôi tắm, chúng tôi bơi. Bầu trời bình minh buổi đầu xuân hôm nay trong trẻo quá, gió mát rời rợi, quét nhẹ trên mặt nước, gợn sóng lăn tăn. Sáu chiếc tàu há mồm, xình xịch, năng nổ cả đêm rồi mà vẫn chưa thấy dáng mệt mỏi. Đội hình toàn cảnh trung đoàn 962 Hải quân hiện ra trên sông. Đẹp quá, hùng dũng quá. Vừa lúc ấy, hai chiếc phà dân sự, 100 tấn sơn trắng như phà Mỹ Thuận, y ạch ngược dòng đến nơi. Hình như thấy mình trễ chàng nên không cần đợi lệnh, phà cập bến rước xe và người sang sông. Một ngày mới bắt đầu. Nhìn nhau, thấy ai cũng quân phục mới, giày mới, mũ mới. Nhìn người gặp nhau hàng ngày như mười vàng, nguyện biên mà tôi cũng thấy lạ hẳn. Đẹp nhất là các chiến sĩ Campuchia, bộ quân phục, nhất là cái mũ kết, rất hợp với khổ người lực lưỡng, đầy đặn, nước da đậm, đôi mắt to, mày xếch, với hàm răng trắng muốt. Các đồng chí nữ trong đội công tác còn trang điểm thêm chiếc băng đỏ trên tay, càng thêm trẻ trung, duyên dáng, khỏe mạnh. Tôi trở về xe thông tin, báo cáo lần cuối về sở chỉ huy cơ bản. Anh Hoàng Cầm dặn tôi nắm chắc đoàn 341 và lữ 24 pháo binh làm thê đội 2. Nếu địch ngăn chặn thành nhiều tuyến vững chắc thì tổ chức đột phá bằng sức mạnh. Đằng sau còn có đoàn 9, không sức nào cản nổi chúng ta. Anh dặn chú ý mìn, các cánh khác vấp mìn trên đường 6, đường 3. Anh bảo là anh sẽ bay theo chúng tôi, khi gặp trở ngại thì anh sẽ đến ngay. Đường số 1 từ bến phà lên độ 5 km, chạy cặp theo bờ sông, xóm vườn hai bên, rậm rạp, đường rất hẹp. Đội hình hành quân chen chúc xếp hàng ở đoạn này. Đầu đội hình là tiểu đoàn 2 xe tăng, gồm 4 chiếc T-54, 1 chiếc PT-85 và 11 chiếc M-113. Nhìn xa tít đường 1 chạy giữa đồng nước, thấy rõ anh em trung đoàn 12 tranh thủ đi bộ. Đêm qua một tiểu đoàn của trung đoàn 12 và tiểu đoàn 2 bạn đã chiếm tận chỗ xóm làng xanh xanh, mù mù đằng kia. Bên cạnh đội hình tiểu đoàn 2 xe tăng đã có đủ một đại đội hỗn hợp trinh sát công binh và tiểu đoàn 3 của sát tha. Nhìn xe tăng, xe bọc thép mà tôi hình dung nó đang dậm chân xoay mông ngoắc tai, lúc lắc cái đầu như ngựa đua ở làn mức xuất phát, chờ tiếng súng của trọng tài là phóng. Tôi hỏi đồng chí Thành, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 xe tăng, chở trung đội trưởng Trần Ngọc Giao là đồng chí nào. Giao đang lúi húi làm gì trên xe tăng, nhảy xuống đất đưa tay chào tôi, rồi lột mũ bảo hiểm ra cầm tay. Cán bộ chiến sĩ trẻ thường biết mặt cánh già chúng tôi, có khi biết đến tính tình, còn chúng tôi thì hay quên họ. Tôi dặn Giao, đồng chí cũng như anh em đại đội 10 anh hùng, tôi biết từ lúc Lộc Ninh Phước Long. Vừa rồi tôi cũng đã cùng đồng chí Thành ra đường 10 đến chỗ hai chiếc T-54 của ta bị địch bắn cháy và xác 4 chiếc PT-85 của địch. Các đồng chí chiến đấu rất ngoan cường. Riêng đồng chí đã đổi chiếc xe này là chiếc thứ 3 rồi phải không? Bộ Tư lệnh Binh đoàn giao cho đồng chí đi đầu, xông mạnh nhé, xé nó ra, chen với nó mà đi nhé. Giao khiêm tốn chỉ vâng dạ không nói gì. Tôi nhìn đại đội 10 chỉ vỏn vẹn có ngần ấy xe thôi. Tôi hơi chột dạ, nhưng không lộ ra ngoài, sợ anh Thắng lữ trưởng xe tăng buồn. Tôi còn biết thêm là tình trạng kỹ thuật xe tăng rất tã, chưa được một ngày bảo dưỡng.
mỗi xe M113 chỉ còn 150 lít xăng. Xe tăng T-54 thì nhờ mượn dầu của lữ 24 pháo binh nên nhiên liệu khá hơn. Đạn pháo xe tăng chưa đến 12 quả cho mỗi nòng pháo, mà xe hậu cần thì chưa lên kịp. Chúng tôi rất tiếc là 25 xe T-54 của lữ 215 do cấp trên tăng cường cho thì anh em lái mới, kỹ thuật lái không đảm bảo nên còn dừng lại ở bên kia cầu Công Pông Cha Bách. Tôi gặp Phạm Hoa, đại đội trưởng đại đội 5, đại đội đồng chí còn 4 chiếc M113. Trong lúc đang nói chuyện với Hoa, tôi nghe trên một chiếc M113 phía sau có giọng nói chị Thiên rất trong, rất trẻ, rất tình cảm. Giọng chị Thiên là giọng hiếm hoi nhất trong binh đoàn. Tôi đến chỗ ấy, tìm thấy một chiến sĩ tuổi độ 19 là nhiều đang lau khẩu đại liên trên nóc chiếc M113. Tôi hỏi: "Đồng chí ơi, đồng chí tên gì?" "Dạ, Đinh Văn Thương ạ." "Quê ở đâu?" "Dạ, Tuyên Hóa ạ." "Tuyên Hóa sao nói tiếng Huệ?" Thương cười đỏ mặt: "Dạ, tiếng Quảng Bình chứ ạ." "Chiến đấu xe thiết giáp nhiều chưa?" "Dạ chưa ạ, cháu mới nhập ngũ năm 78, học lớp lái xe thiết giáp ạ." "Học ở đâu? Ở Sóng Thần phải không?" "Dạ phải ạ." "Hôm qua đại đội 21 của đồng chí mới chạy một mạch từ thành phố Hồ Chí Minh lên đây phải không?" "Dạ phải ạ." Thương chưa biết dùng từ ngữ quân sự, nhìn dáng mảnh khảnh của Thương, nghe giọng nói nhỏ nhẹ lễ phép, tôi muốn hỏi mãi, trò chuyện mãi, nhưng thời gian không cho phép. Gương mặt bầu bĩnh, nước da sạm nắng, đôi môi đỏ, cặp mắt sáng ngời dưới vành lông mày đậm hơi xếch của Thương là hình tượng chung cho các chiến sĩ trẻ mà tôi gặp hôm nay. Cái tên Thương cũng vang trong tôi một tình cảm, một kỷ niệm khó phai. Chúng tôi trở lại cuối đội hình của Trung đoàn 14 và Tiểu đoàn 2 bạn, sở chỉ huy hành quân của đoàn 7 ở đây. Anh Dũng báo cho tôi biết là xe Trung đoàn 14 lên chưa đủ, mới được 2 tiểu đoàn. Kinh nghiệm mãi rồi, thế mà vẫn sai sót. Chả là ban đầu khi còn ít xe tải thì định dồn cho các tiểu đoàn bạn và Trung đoàn 209 là trung đoàn đi đầu, còn Trung đoàn 14 và Trung đoàn 12 thì đi bộ và chuyển tải dần. Khi được thêm 30 xe của cấp trên tăng cường, tham mưu lại giao hết cho Trung đoàn 209 ở cách bến phà 10 cây số nên kẹt phía sau không điều lên được. Các xe đã qua sông rồi thì không đủ cho các tiểu đoàn bạn và một trung đoàn đi đầu của ta. Trong lúc sở chỉ huy chùm nhum lại thì địch đâu từ trong vườn bắn ra chiêu chiếu. Vừa bực vì xe, địch lại quấy rầy. Anh Dũng đưa cánh tay phải cong cong vì vết thương cũ chỉ vô sườn quát: "Vệ binh đâu? Chạy vào đuổi bắn bỏ mẹ mấy thằng đó cho tao." Giữa lúc ấy có một chiếc xe chạy lên, tôi mừng thầm. Nhưng đó là xe của lữ 71 cao xạ. Anh Nho, chủ nhiệm phòng không của binh đoàn, đến báo cáo: "Lữ 71 đã sang sông đủ, xin chỉ thị của đồng chí." Đang bực mình, tôi đầy nghiến anh Nho: "Tại sao? Tại sao cao xạ lại giành phà của bộ binh hả?" Rồi chợt thấy mình nóng nảy vô lý, tôi chuộc lại, nhưng vẫn còn tự ái. Lữ 71 đã chiến đấu ở An Lộc, Phước Long, Đồng Xoài. Anh Dũng như thế nào tôi rất rõ, nhưng lần này thì chưa cần lên trước, không phải đi duyệt binh. Cũng nhờ vậy mà một chặp sau, anh Mười Thứ, phó tư lệnh đoàn 341, dòng xe lên, có cả hai chiếc M113 để xin chỉ thị. Tôi ôn tồn giao nhiệm vụ làm thê đội 2 cho anh. Tôi hỏi thăm anh Tám Bôn, Vũ Cao, anh Quế hiện ở đâu. Mấy hôm nay lội ruộng lầy chắc vất vả lắm thì phải. Nhưng rồi tôi cũng phải nói: "Bây giờ thì anh để hai chiếc M113 ở đây, còn thì quay lại. Anh sang bên kia bến phà, ngăn không cho xe của đoàn anh qua nữa, nhường cho đoàn 7 qua trước. Đã gần 7 giờ, thôi thì đành phải dồn xe đủ cho 3 tiểu đoàn bạn và Trung đoàn 14 làm đơn vị đi đầu thay cho Trung đoàn 209. Còn Trung đoàn 209, Trung đoàn 12 thì đi bộ và đón nhận các xe lên sau." Thế là lệnh xuất phát được chuyển đi đúng lúc 7 giờ 15 phút. Trước đó 20 phút đã lệnh cho Trung đoàn Hải quân 962 và Trung đoàn Đặc công 113 rời bến. Dưới bầu trời, ngày đầu xuân trong sáng, những tia nắng sớm xòe những rẻ quạt đủ màu trên màn sương mỏng. Đứng nhìn đoàn xe băng băng trên đường nhựa giữa đồng nước
lác đác những cây thốt nốt, lòng tôi sung sướng khó tả. Trên xe, dưới lá cờ đỏ có 5 tháp vàng ở giữa, các chiến sĩ Việt Nam, Campuchia, mặt mày rạng rỡ, quân phục mũ kết màu xanh xám mới tinh. Đẹp mắt thì 1, mà đẹp lòng thì 10. Đoàn xe sở chỉ huy của chúng tôi đi sau đội hình của tiểu đoàn 3, quân đội nhân dân cách mạng Campuchia, và trung đoàn 14, quân đội nhân dân Việt Nam. Tôi ngồi trên chiếc xe thiết giáp chỉ huy V-100 với anh Tạ Duy Thắng, lữ trưởng lữ 22 xe tăng. Theo sau tôi cũng một chiếc V-100 dự bị do anh Đồng Phạm Thắng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 xe tăng, làm trưởng xe, và một số cán bộ tham mưu binh đoàn. Tiếp đó là các xe con của cơ quan và xe thông tin trinh sát, vân vân. Máy thông tin trên xe tôi liên lạc chung một tần số với các đồng chí thành tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 2 xe tăng, với anh Dũng, anh Ba Bì và trung đoàn trưởng trung đoàn 14 đi đầu. Xe mới lăn bánh độ 5 km, ra giữa đồng trống thì đi chậm dần, rồi dừng lại. Qua máy PRC-25, anh Thành báo là địch đang kéo pháo chạy. Các khẩu còn lại hạ nòng bắn thẳng, có cả 130 ly và 85 ly. Súng bộ binh địch cũng bắn nhiều, ta đang quét chúng để vượt qua. Tôi nói với anh Thắng, điện lại cho anh Thành, nó kéo pháo chạy có nghĩa là đường không có mìn, thời cơ rất tốt, bắn đè đầu nó xuống, thúc xe tăng vượt cho nhanh, đuổi theo. Đường ở đoạn này vắng vẻ, nhìn thấy sông Mekong mà bên kia là Ba Nam. Hai hàng cây cổ thụ bên đường bị cưa cụt, chết khô, gợi lên cảnh hoang tàn, tang tóc một cách lạnh lùng. Xe mới dừng lại đâu vài phút mà tưởng chừng như lâu lắm rồi. Trong lúc ruột gan như rang như đốt thì phía bên phải có tiếng súng nổ giòn, rồi nghe tiếng động cơ tàu. Mọi người quay về phía đó, tôi đứng hẳn trên nóc xe thiết giáp, nhìn thấy rất rõ hai chiếc PGM dẫn đầu rẽ sóng với tốc độ khá nhanh, vừa bắn 37 ly sang bên kia bờ. Theo sau cách chừng 300m là hai tốp, mỗi tốp 5-6 chiếc PCF. Qua máy PRC-25, anh Huỳnh báo cáo, có 8 chiếc xe tải địch vừa đổ quân trên đường Ba Nam sát bờ sông, chúng bắn DKZ và 12 ly 8 vào đoàn tàu của ta, và ở mũi Cù Lao có 2 tàu chiến địch vừa bắn vừa chạy ngược trở lên. Thấy tàu ta chạy theo lạch phía đông Cù Lao sang Ba Nam mà không chạy theo lạch bên này, tôi hỏi. Anh Huỳnh đáp là anh em truy đuổi theo hai tàu địch, khỏi sợ thủy lôi. Tôi đồng ý với cách xử trí của anh Huỳnh. Ba Năm, Sâm Bua, Tức Leng, những địa danh ấy chẳng những tôi quen thuộc trên bản đồ mà cả trên thực địa. Sau cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Sihanouk tháng 3 năm 1970, quân Mỹ đánh sâu lên đất Campuchia đến Bắc Đường 7 thuộc tỉnh Krai Ché, Công Pông Chàm. Quân ngụy Sài Gòn đánh qua Svay Riêng, Prey Veng, Đông Dương nghiễm nhiên trở thành một chiến trường không giới hạn. Lúc đó các sư đoàn của ta giải phóng một vùng rất rộng thuộc các tỉnh Đông và Đông Bắc Miên. Một bộ phận đoàn 1 của ta và đoàn đặc công 367 cắt đứt quốc lộ 4 đoạn Kirirom, đèo Pikin, thắt cổ họng của Mỹ Lon Non từ cảng Công Pông Som lên Phnom Penh. Chúng chỉ còn hy vọng đường sông Mekong và đường hàng không. Đoàn pháo binh của miền được lệnh dùng trung đoàn 96 gồm 2 tiểu đoàn pháo cao xạ và 2 tiểu đoàn pháo đất chuyển thành pháo đường sông, chặn không cho địch sử dụng sông Mekong, đồng thời cùng với đặc công khống chế thường xuyên sân bay Pochentong. Trung đoàn 96 pháo binh hạ quyết tâm biến Mekong thành bạch đằng thời đại, không cho một tàu nào của địch từ Sài Gòn lên Phnom Penh. Quyết tâm đó đã thực hiện được trong suốt 2 năm 70-71. Ác liệt lắm, vì Mỹ ngụy Sài Gòn Lon Non có nhiều máy bay, tàu chiến, mà tới mùa nước nổi là dọc bờ sông phía đông, nhà nọ sang nhà kia phải đi bằng xuồng. Vừa chiến đấu trung đoàn 96, vừa xây dựng kèm cặp một trung đoàn pháo binh bạn. Lúc đó anh Mười Xu phụ trách chung, anh Năm Sang phụ trách quân sự ở vùng này. Nhắc đến anh Mười Xu, anh Năm Sang, không làm sao chúng tôi quên được mối tình cách mạng trong sáng của những người cộng sản chân chính. Lúc bấy giờ, hai anh là linh hồn của phong trào cách mạng ở quân khu Đông này. Hai anh cũng là người lãnh đạo, gắn bó mối tình đoàn kết thiêng liêng giữa hai dân tộc mà lịch sử đã quy định như vậy.
hai anh vận động nhân dân lo cho bộ đội giải phóng Việt Nam từ việc nhỏ như tải thương tải đạn, nuôi dưỡng thương binh, đến việc lớn như đưa mấy chục xe tăng M41, M113 và pháo 105 ly thu được của địch trên đường số 6 vượt sông về biên giới. Nhân dân trong bốn tỉnh khu đông ai cũng biết bong su. Đến phum nào, anh cũng có thể cởi áo vắt vai, mặc quần đùi, quấn khăn choàng tắm, bước lên nhà sàn, ngồi ăn cơm, uống nước, nói chuyện với đồng bào. Nhân dân biết Bong Su là cán bộ cách mạng, chứ ít ai biết đồng chí Su Van Na là ủy viên thường trực Trung ương Đảng kiêm bí thư khu ủy khu đông. Còn anh Nam Sang, Sa An thì có cái say mê lớn là đánh giặc. Giữa năm 70, khi mới xây dựng được một tiểu đoàn, anh đã đi đánh đồn bốt của Lon Non, giải phóng một vùng rộng trong hai huyện Brech Sang Đách và Viha Sua, ra đến tận vùng Bầu Diều, đối diện với Nông Pênh. Quân Lon Non mà nghe đến tên Tà Sang là khiếp đảm. Dạo ấy, thanh niên Campuchia thích đi bộ đội giải phóng Việt Nam, chớ không muốn đi bộ đội Khmer Đỏ. Nhưng bảo đi bộ đội Ta Sa An là họ đi ngay. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.